Nào, khách đâu? Có lấy vợ không? Đấy. Chào đi. Đi âm vào. Có lấy vợ không? Không lấy đâu. Có lấy không lấy thì có lấy vợ không? Không lấy vợ à? Nó bảo không lấy đâu, không biết đâu. À, à. Đánh nhau không? À. Có lấy vợ không? Có lấy vợ không? Không biết đâu. Biết lấy vợ không? À. Mẹ rồi. Sao? Hỏi ai? Có lúc. Sao chị để bẩn nhỉ? Nó bảo bán cái này phải rửa cho nó mỗi ngày lần. Nè. À. Nè. À. Ê. Không lấy đâu. Con này nuôi lâu chưa chị? Cũng mới năm rồi chị. Không lấy đâu. Không lấy vợ. Mày không lấy vợ. Không lấy đâu, không biết đâu. Nè, thế có lấy vợ không nào? Thích nhau không? À. Không biết đâu. Ôi. Ở trong lòng nhau không? Ừ. Thật sự có hai con, có được con cái nhìn đồng mẹ ơi, khách vào nhà. Khách vào nhà. Mời chú mua thịt cho cháu cân. Chú mua thịt không? Mua cháu cần thịt. Không ngồi. Rồi. Mẹ ơi, khách ở nhà. Khách ở nhà biết rồi. Nhưng mày cứ biết họ mời không mua thịt đâu, mà họ mua cho mày. Đấy. Ừ, khỏe đấy nhỉ. Hết nước rồi chị. Hết chưa? À, vẫn còn tí. Cái này phải rửa sạch sẽ cơ, không để này nó bẩn quá.